Quỳnh, giảng viên tiếng Anh tại Anh ngữ Justina. Đây là video trong series bài giảng về các thì trong tiếng Anh. Trước hết, khái niệm về thì được sử dụng để nói về thời gian, quá khứ, the past, hiện tại, the present, và tương lai, the future. Và có thể nói về sự hoàn thành hay là tiếp diễn của một hành động hay trạng thái liên quan tới thời điểm nói. Rất nhiều bạn có thói quen sử dụng lẫn lộn các thì, chẳng hạn như là các bạn chỉ sử dụng thì hiện tại đơn, hoặc là các bạn chỉ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong khi nói, dẫn đến hiểu lầm cho người nghe. Vậy việc sử dụng các thì cũng rất là quan trọng để diễn đạt ý. Video này thì mình sẽ khái quát lại toàn bộ nội dung về thì hiện tại hoàn thành, present perfect tense, đưa ra các ví dụ để các bạn hiểu và biết cách sử dụng một cách trôi chảy và tự nhiên trong giao tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học hiện tại hoàn thành nhé. Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả một hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không bàn về thời gian diễn ra nó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học cách dùng hiện tại hoàn thành nhé. Thứ nhất, hiện tại hoàn thành diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ, bắt đầu trong quá khứ và còn kéo dài đến hiện tại. Bắt đầu quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Ví dụ, she has lived in Manchester since she was a little girl. Cô ta đã sống ở Manchester kể từ khi cô ấy là một cô gái nhỏ. She has worked in the bank for 5 years. Cô ấy đã làm việc ở ngân hàng được 5 năm rồi. Thì cái hai trong hai cái ví dụ này, thứ nhất là cô ấy sống ở Manchester kể từ khi cô ấy là một cô gái nhỏ, thì sự việc này nó diễn ra từ trong quá khứ, từ khi cô ấy là một cô gái nhỏ rồi và kéo dài đến hiện tại, đến tận bây giờ. Còn ở ví dụ thứ hai thì cô ta đã làm việc ở ngân hàng được 5 năm rồi, từ trong quá khứ rồi và cái sự việc đó vẫn kéo dài tới hiện tại bây giờ. Cho nên hai câu này chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành. They haven't lived here for years. Họ đã không sống ở đây được nhiều năm rồi. Thì cái sự việc they haven't lived here là cái sự việc mà kéo dài nhiều năm rồi, từ quá khứ đến hiện tại. We have had the same car for 10 years. Chúng tôi có một cái ô tô cho 10 năm rồi, tức là 10 năm rồi chúng tôi chỉ có một cái ô tô từ 10 năm đến tận bây giờ. Cách dùng thứ hai, hiện tại hoàn thành diễn tả sự việc đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ, sự việc mà xảy ra nhiều lần trong quá khứ nhưng mà không biết là thời điểm nào cả. Ví dụ, he has written 3 books and he is working on another one. Anh ta đã viết 3 cuốn sách rồi và anh ta đang viết một cuốn sách mới. Thì cái sự việc mà anh ta viết sách đã xảy ra 3 lần rồi trong quá khứ, xảy ra một số lần trong quá khứ rồi. They have seen that film 6 times. Họ đã xem bộ phim đó 6 lần rồi, một sự việc đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ. It has happened several times already. Sự việc đó đã xảy ra nhiều lần rồi. Nó đã xảy ra nhiều lần rồi. She has visited them frequently. Cô ấy thăm họ thường xuyên. Cô ấy đã thăm họ thường xuyên. We have eaten at the restaurant many times. Chúng tôi đã ăn ở nhà hàng đó nhiều lần rồi. Cách dùng thứ ba, thì hiện tại hoàn thành nói về một kinh nghiệm cho tới thời điểm hiện tại. Chúng ta thường dùng ever hoặc là never. Ever nghĩa là đã từng, never là chưa từng. Ví dụ, my last birthday was the worst day I have ever had. Cái lần sinh nhật trước của tôi là cái trải nghiệm tệ nhất mà tôi đã từng có. Thì cái trải nghiệm về cái last birthday của mình là cái ngày tệ nhất, là cái kinh nghiệm tệ nhất từ trước tới nay. Chúng ta dùng I have ever had, đã từng có. Have you ever met George? Bạn đã bao giờ gặp George chưa? Ở đây chúng ta hỏi về một cái trải nghiệm của ai đó từ trước tới nay. Bạn đã bao giờ đã từng gặp George chưa? Yes, but I've never met his wife. Rồi, nhưng mà tôi chưa bao giờ từng gặp vợ của anh ta cả. I've never met his wife. I've never met. Tôi chưa từng. Cách dùng tiếp theo thì hiện tại hoàn thành diễn tả một sự việc vừa mới xảy ra. Ví dụ, I have just eaten. Tôi vừa mới ăn xong. I have just. Ở đây just có nghĩa là vừa mới. We have just seen her. Chúng tôi vừa mới gặp cô ta. Các bạn để ý rằng là tôi để just ở giữa have và từ, đúng không? Has he just left? Anh ta vừa mới đi à? Anh ta vừa mới đi à? Have you just finished work? Bạn vừa mới làm xong việc à? Và cách dùng cuối cùng thì hiện tại hoàn thành có thể được dùng khi thời điểm xảy ra sự việc không quan trọng hoặc là không được biết rõ. Ví dụ,
I can't get in the house. I've lost my keys. Tôi không thể vào nhà được, tôi vừa mất chìa khóa rồi. Thì cái sự việc I've lost my keys, tôi không biết là chính xác là tôi mất bao giờ, thế nhưng mà nó để lại cái kết quả hiện tại. Và ở đây mình nhấn mạnh cái kết quả thay vì mình nhấn mạnh vào cái thời gian mình đã xảy ra cái sự việc đó. Someone has eaten my soup. Ai đó đã ăn canh của tôi rồi. Ai đó đã ăn canh của tôi rồi. Thực ra tôi không biết chính xác cái thời gian ai đó ăn canh của tôi. She has studied Japanese, Russian and English. Cô ấy đã học được tiếng Nhật này, tiếng Nga này và tiếng Anh. Thì cái sự việc mà cô ta học tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Anh nó đã xảy ra trong quá khứ và mình không biết rõ thời điểm. Have you seen Gone with the Wind? Bạn đã bao giờ xem Cuốn theo chiều gió chưa? Ở đây chúng ta muốn hỏi rằng là bạn đã từng xem chưa, bạn đã bao giờ xem chưa? Chúng ta không hỏi chính xác là bạn đã xem khi nào, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang học cấu trúc của thì hiện tại hoàn thành. Thứ nhất, với câu khẳng định, chúng ta dùng cấu trúc như sau này. Chủ ngữ, sau đó sẽ là have hoặc has. Và đến động từ chia ở thì có quá khứ vân từ. Nếu chủ ngữ là I, we, you và they thì chúng ta sẽ dùng động từ là have. Nếu chủ ngữ là he, she hoặc it, chúng ta sẽ dùng động từ là has. Ví dụ, it has happened several times already. Nó đã xảy ra nhiều lần rồi. Ở đây chủ ngữ là it và chúng ta sẽ dùng động từ là has. Sau đó động từ chia dạng quá khứ từ của happen là happened thêm ed. They have worked for this company for 10 years. Họ đã làm việc cho công ty này được 10 năm rồi. Thì ở đây chủ ngữ là they, chúng ta sẽ dùng động từ là have. Và quá khứ phân từ của work, chúng ta cũng thêm ed và sẽ là worked. Tiếp theo chúng ta sẽ học dạng phủ định của hiện tại hoàn thành. Chúng ta dùng cấu trúc sau này. Chủ ngữ, sau đó sẽ đến have not hoặc has not cộng với vẫn là động từ ở dạng quá khứ phân từ. Chú ý chúng ta có thể rút gọn have not thành haven't và has not thành hasn't. Ví dụ, we haven't met each other for a long time. We haven't met each other for a long time. Chúng tôi đã không gặp nhau một thời gian dài rồi. Ở đây thì chủ ngữ là we và chúng ta sẽ thêm not vào sau have thành haven't. Haven't met. He hasn't come back his hometown since 1991. Anh ta đã không trở lại quê hương của anh ta kể từ năm 1991 rồi. Ở đây chủ ngữ là he và chúng ta thêm not vào sau has thành hasn't. Hasn't come. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu nghi vấn. Với dạng câu yes, no questions thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc sau. Các bạn sẽ đảo have và has lên trước chủ ngữ, sau đó là động từ ở thể quá khứ vân từ. Nếu chủ ngữ là I hoặc we hoặc you hoặc they thì các bạn sẽ dùng gì nhỉ? Have. Và nếu chủ ngữ là he, she hoặc it, chúng ta sẽ dùng với has. Ví dụ, bạn đã bao giờ từng đi tới nước Mỹ chưa? Have you ever traveled to America? Have you ever traveled to America? Ở đây chủ ngữ là you và chúng ta sẽ dùng have, đảo have lên trước you. Have you ever traveled? Yes, I have. Có, tôi đã từng rồi. No, I haven't. Chưa, tôi chưa từng. Bây giờ chúng ta không dùng I nữa, không dùng you nữa mà chúng ta thay you bằng she. Thì chúng ta sẽ thay thế have bằng has. Cô ấy đã bao giờ từng đến nước Mỹ chưa? Chúng ta sẽ hỏi là Has she ever traveled to America? Has she ever traveled to America? Has she ever traveled to America? Yes, she has. Có, cô ấy đã từng rồi. No, she hasn't. Chưa, cô ấy chưa từng. Với dạng câu hỏi có từ để hỏi, WH questions, thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc nó tương tự như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ thêm gì nhỉ? Từ để hỏi vào trước have hoặc has. Cấu trúc sẽ là từ để hỏi này, sau đó đến have hoặc has, sau đó đến chủ ngữ và sau đó đến động từ thể quá khứ vân từ. Ví dụ, when have I ever lied to you? Khi nào tôi đã từng nói dối bạn vậy? Ở đây chủ ngữ là I và chúng ta dùng trợ động từ have đảo lên trước chủ ngữ. Từ để hỏi đây là when. When have I ever lied to you? How much money have you spent so far? How much ở đây là từ để hỏi, chủ ngữ là you và trợ động từ là have
chúng ta đọc ha, lần trước chữ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua phần dấu hiệu nhận biết của thể hiện đạt hoàn thành. Chúng ta sẽ thường gặp những từ sau đây trong các câu ở thể hiện đạt hoàn thành: just, vừa mới xảy ra; recently hoặc lately, gần đây; already, rồi, đã xảy ra rồi; before, trước đây; ever, đã từng; never, chưa từng; for, cộng với cả một khoảng thời gian, có nghĩa là trong khoảng thời gian nào đó, ví dụ for a year, trong một năm; for a long time, trong một thời gian dài; since, cộng với mốc hoặc là điểm thời gian, có nghĩa là kể từ khi, ví dụ since 1992, kể từ năm 1992; since June, kể từ tháng 6; yet, chưa, dùng trong câu phủ định và câu hỏi; so far, hoặc là until now, hoặc là up to now, hoặc là up to the present, có nghĩa là cho đến bây giờ, từ xưa cho đến bây giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thực hành. Các bạn sẽ cùng đọc các câu sau với mình, mỗi câu 2 lần, để chúng ta có thể nhuần nhuyễn cấu trúc của thể hiện đạt hoàn thành một cách tự nhiên nhất nhé. I've been to 20 countries in the world. I've been to 20 countries in the world. Tôi đã từng đi đến 20 quốc gia rồi. Ở đây I've là vị giảm cái tắt của, là rút gọn của I have. I've used those images before. I've used those images before. Tôi đã dùng những bức ảnh đó trước đây rồi. I've used. I haven't eaten at the restaurant yet. I haven't eaten at the restaurant yet. Tôi chưa ăn ở nhà hàng đó bao giờ cả. I have not forgiven you. I have not forgiven you. Tôi vẫn chưa tha thứ cho bạn đâu. He's already had the surgery. He's already had the surgery. Anh ta đã được phẫu thuật rồi. Jim hasn't worked on Fridays since he joined the company. Jim hasn't worked on Fridays since he joined the company. Jim không làm việc vào các ngày thứ sáu kể từ khi anh ta vào công ty. My friends haven't ever gone to France. My friends haven't ever gone to France. Bạn tôi chưa từng đi tới nước Pháp. Have you ever gone ice skating? Have you ever gone ice skating? Bạn đã bao giờ đi trượt băng chưa? Has Jerry presented his ideas to the CEO yet? Has Jerry presented his ideas to the CEO yet? Jerry đã trình bày những ý tưởng của anh ta với CEO chưa? What have you told her? What have you told her? Bạn đã nói gì với cô ta vậy? Bạn đã nói gì với cô ta vậy? What have you told her? Ok, vậy là chúng ta đã học xong khái niệm, cấu trúc, cách dùng cũng như là dấu hiệu nhận biết và các ví dụ của thể hiện đạt hoàn thành rồi. Các bạn nhớ thực hành thật nhiều để chúng ta có thể nhuần nhuyễn cấu trúc thể hiện đạt hoàn thành trong giao tiếp nhé. Cảm ơn các bạn và các bạn nhớ đăng ký kênh Học Tiếng Anh của Justina để chúng ta có thể nhận thêm nhiều bài học mới nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn học tốt.